Toàn chức pháp sư, tác giả, loạn, dịch chuyện và edit video, đặt lê view, giọng đọc, ban mai FPT, được phát sóng trên kênh Triệu Gia. Rất mong, được các bạn ủng hộ. Hãy cho mình nút like và comment để chúng ta có thể tương tác với nhau nha. Mà nếu các bạn muốn đâu donate cho nhóm thì mình để thông tin dưới phần miêu tả nha. Chúc các bạn xem phim vui vẻ. Tập 53 Sau một hồi tìm kiếm trong biển lừa, rốt cục thì Triệu Mãn Duyên cũng nhìn thấy thân ảnh của Mạc Phàm lúc này thì mạc phàm đang quay lưng lại với hắn quanh thân là một mảnh hỏa diễm cùng lôi quang lập lòe nhuệ khí không giảm đứng ở trên sắc một con cấm nguyệt thạch ma thời điểm mà mọi người chạy tới huyền xa khải giáp ở trên thân hắn đã nát bươm như mớ sắt vụn trên thân cơ man là những vết bầm cùng máu đạo nhưng hắn không có ngã xuống hai con cấm nguyệt thạch ma muốn đè bẹp hắn kết quả là bị hắn dùng phích lịch cùng điện tai đánh cho nát nhừ thi thể vương vãi đầy trên mặt đất mọi người đến cũng chậm quá đấy mạc phàm xoay người lại gương mặt nhem nhúc nở ra một nụ cười, nụ cười mang theo vài phần trêu chọc. Thế nhưng cái nụ cười này lại làm cho Lục Nhất Lâm sợ hãi tới cực điểm, chính bản thân hắn cũng không thể tin vào hai mắt của mình. Gia hỏa này bị nhốt trong hoang mạc Gobi lâu như vậy, vì sao hắn lại không chết? Điều này là quá vô lý, Mạc Phàm chỉ bước vào cao dai chưa được bao lâu, tuyệt đối không thể sống sót đến bây giờ. Đây, những thứ này đều là do cậu giết sao? Tương Thiểu Như cả kinh đến mức không ngậm được miệng suốt một đoạn đường dài đều được trải đầy thi thể cấm nguyệt thạch ma một mục từ lối vào cho đến ngã rẽ cũng là một cao giai pháp sư mới hắn rốt cục đã làm thế nào lần này đến cả ngày giang đồ cũng chấn kinh chấn kinh với lực chiến của mạc phàm cho dù bọn họ không giết ngược trở vào mạc phàm cũng có thể tự mình ra hoang mạc tử thần này lát nữa hãy ôn lại chuyện cũ bọn chúng lại đến rồi mạc phàm nói với mọi người đồng thời lại hội tụ lôi điện để nghênh đón đoàn quái vật tiếp theo quang lạc mạn trượng Triệu Mãn duyên thi triển ra ma pháp cao giai quang hệ, ngưng tụ hàng trăm hàng ngàn quang ấn, sau đó thì huyễn hóa thành một lá chắn bảo vệ toàn diện cho Mạc Phàm. Ở trong lá chắn này, Mạc Phàm như hổ mọc thêm cánh, đại khai sát giới, liên miên tiêu diệt đám Cấm Nguyệt Thạch Ma, cùng mọi người một hơi giết trở ra. Xông ra khỏi địa bàn của đám Cấm Nguyệt Thạch Ma, trên mặt mọi người cũng mang theo mấy phần mệt mỏi. Không phải vì hao tổn tinh lực, mà chính là thần kinh của bọn họ đã ở trong trạng thái căng thẳng quá lâu, cho nên cơ thể cũng mệt mỏi theo anh em vinh nghe thì đang trị liệu cho mạc phàm thân thể hắn cường tráng như con bò mộng cộng thêm huyền xà khải giáp hàng limit tự, cho nên chỉ một lát là lại như bình thường mạc phàm rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì triệu mãn duyên lập tức dò hỏi triệu mãn duyên vừa nhắc tới chuyện này cặp mắt của mạc phàm lại lóe lên một tia đồ sát nhìn trong chọc vào tên lục nhất lâm đang lấm la lấm lét ở cuối đội quả nhiên là hắn triệu mãn duyên nhìn thấy khí thế của mạc phàm khác thường thế là mở miệng nói hừ tôi muốn giết người, các người tốt nhất đừng có cản tôi. Mạc Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Lục Nhất Lâm, còn Lục Nhất Lâm thì liên tục lùi bước về phía sau, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Mạc Phàm có thể sống sót ra ngoài, khuôn mặt tái như đít nhái đã bán đứng hắn. Lục Nhất Lâm, sao cậu có thể làm ra những loại chuyện này? Nam Giác giận dữ nói. Lục Nhất Lâm không chỉ hại mỗi mình Mạc Phàm, mà là đã đưa cả đội vào chỗ chết. Nếu như vừa rồi có sơ suất, chắc chắn cả đội quốc phủ đã bị chôn sống ở đây. Tôi, tôi, không ai nhìn thấy, dựa vào đâu lại nói là tôi, chỉ dựa vào một câu nói của cậu ta sao?" Lục Nhất Lâm lập tức nói đạo lý, dáng vẻ như thể có chết cũng không nhận tội. Lúc này Ngải Giang Đồ cũng đi đến trước mặt Lục Nhất Lâm, cũng dùng khuôn mặt đầy phẫn nộ nhìn vào hắn. Lục Nhất cũng thừa biết hậu quả nếu hắn nhận tội, hắn cũng đã nghĩ kỹ, cho dù đồng đội hoài nghi hắn cũng không thừa nhận, dù sao lúc đó cũng chỉ có hắn và Mạc Phàm. Đã đến nước này rồi, ngươi nghĩ chống chế còn có tác dụng không?" Mạc Phàm lạnh giọng hỏi, hắn xưa nay chưa từng tha cho loại người như thế này. Hào quang màu bạc lấp lánh, Mạc Phàm dùng ý niệm nhấc bổng lục nhất lâm lên, mạnh mẽ ném thẳng hắn vào trên vách đá cách đó 50m. Lục nhất lâm ăn một đòn này, máu mồm máu mũi thi nhau chảy, lập tức kêu thảm một tiếng. Cũng may là hắn nhanh trí bật ma cụ phòng ngự, nếu không đã nát như tương bần rồi. Ngươi, ngươi làm cái gì thế? Lục nhất lâm kêu lớn lên. Ngươi muốn giết ta, giờ ta đòi mạng, đơn giản chỉ có vậy thôi, Mạc Phàm lạnh lùng nói. Nam Giác thấy Mạc Phàm đã động sát ý, vội vàng đứng ra lên tiếng ngăn cản. Mạc Phàm, cậu đừng kích động. Chuyện này tôi nghĩ nên để cho các đạo sư xử lý. Đúng vậy, nếu cậu giết Lục Nhất Lâm, cả nhà họ Lục sẽ không tha cho cậu đâu. Nam Vinh Nghe cũng cảm thấy Mạc Phàm không nên quá kích động. Lục Nhất Lâm sau khi thấy mọi người đều có ý ngăn cản, thần sắc hoảng hốt kia cũng coi như dịu đi một chút. Mạc Phàm à, cậu tạm thời tha cho cái mạng chó của hắn, triệu ra chúng tôi sẽ ra mặt giúp cậu, nhà họ lục nợ máu nhất định phải trả bằng máu triệu mãn duyên tức giận thì tức giận nhưng vẫn là nói cho mạc phàm một cách làm tương đối lý trí tên lục nhất lâm này thật sự không thể giết như vậy được rồi tôi sẽ không giết hắn mạc phàm chậm rãi buông lỏng tay ra lục nhất lâm nghe thấy mình đã được cứu lập tức chật vật từ mặt đất đứng lên tôi có thể bỏ qua chuyện này chỉ cần nói đến đây mạc phàm thoáng ngưng lại một chút đưa giơ tay chỉ về phía lục nhất lâm rồi nói tiếp chỉ cần cậu ta có thể thoát khỏi thung lũng gobi giống như tôi chuyện cũ liền sẽ được bỏ qua ngữ khí của mạc phàm lúc này đã vô cùng lạnh lùng lục nhất lâm còn chưa kịp thay đổi thần sắc trên mặt đã lập tức nghênh đón một cỗ ý niệm không gian cường đại làn sóng không gian mạnh mẽ đạp lên lồng ngực của hắn lập tức đem cả người hắn bay vút ra ngoài vị trí lục nhất lâm hạ cánh chính là thung lũng gobi một màn này khiến cho những người khác ngây người ai cũng không nghĩ rằng mạc phàm có thể xuống tay thật Mạc Phàm, cậu bình tĩnh một chút đã. Nam Giác phát hiện tình huống xấu đi, vội vàng muốn xuất thủ ngăn cản. Tổ Cát Minh và Lê Khải Phong cũng không thân với Lục Nhất Lâm lắm, nhưng nhìn thấy Mạc Phàm ném Lục Nhất Lâm vào thung lũng Gobi, sắc mặt liền đại biến, nhao nhao vọt lên. Toàn thân Mạc Phàm lập tức bùng lên liệt diễm, ánh lửa có thể nói là ngút trời, mân viêm cùng kiếp viêm cùng được đốt, sức nóng khiến ba người kia không thể lại gần. Mạc Phàm quay đầu lại, nhìn chăm chú lên Tổ Cát Minh, Lê Khải Phong và cả Nam Giác, sau đó Uy Nghiêm Hùng Hồn nói, "Nếu ai dám cứu hắn, người đó sẽ là kẻ địch của Mạc Phẩm tôi, tôi không ngại đem mấy người đi chôn cùng chỗ với hắn đâu. Cái gì gọi là bị hãm hại nhưng không có chết, cũng không cần phải làm to chuyện. Tôi có thể sống sót, tất cả là do khổ tu, lịch luyện, kinh nghiệm sinh tử. Nếu không, tôi đã sớm chết thảm trong thung lũng Gobi mà không có một lời hỏi thăm. Tôi không quan tâm hắn ta thuộc gia tộc nào, thế lực có lớn hay không. Muốn giết tôi, giác ngộ đi. Dưới sức nóng của liệt diễm thiêu đốt, ba người nam giác cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, khi mọi người nhìn xuyên qua ánh lửa giận của Mạc Phàm, bọn họ có thể nhìn thấy Lục Nhất Lâm đã bay vào trong thung lũng Gobi. Hắn vừa rơi xuống đất, lập tức liền đánh thức một nhóm cấm nguyệt thạch ma. Lục Nhất Lâm chật vật nằm ở chỗ đó, ánh mắt hắn xuyên qua thung lũng dài và hẹp, nhìn lại các đồng đội ở lối vào thung lũng. Cứu tôi, cứu tôi. Mấy người nhanh cứu tôi, Cả khuôn mặt của Lục Nhất Lâm đã bị sợ hãi lấp đầy, hắn dùng cả tay cả chân hướng mặt ra ngoài bò như điên. "Mạc Phàm, chỉ là một trò đùa thôi. Mạc Phàm, ngươi không thể giết ta. Nhà họ Lục của ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi." Lục Nhất Lâm vừa sợ hãi vừa phẫn nộ, hướng phía Mạc Phàm hét giống lên. Mạc Phàm đứng ở lối vào Thung Lũng, chăm chú nhìn Lục Nhất Lâm đang lăn lê bò trườn, mỉm cười nói: "Thật sao? Nhìn ta có giống đang đùa không?" thì ra mặc phàm khi tức giận, lại trông đáng sợ như vậy. Không bao lâu sau, từ trong thung lũng liền truyền tới tiếng kêu thảm thiết của Lục Nhất Lâm, cũng không biết là chân hắn bị đập nát hay là bị đè cho bẹp ngực. Tóm lại, với thực lực của hắn, không có khả năng sống sót để ra khỏi thung lũng Gobi. Tiếng kêu của Lục Nhất Lâm vẫn còn quanh quẩn, cũng truyền đến tai của mọi người, trong lúc nhất thời toàn đội đều im lặng. Bọn họ cũng không nghiêng về phía Lục Nhất Lâm, bởi vì đây cũng là do lòng dạ hẹp hòi của hắn gây nên. Thế nhưng thấy phương thức giải quyết nhanh gọn của Mạc Phàm, bọn họ cũng nhất thời có chút khó mà tiếp nhận. Cứ vui vẻ đi, cậu sẽ lãnh đủ khi trở về nước." Quan Ngư hừ lạnh một tiếng, cảm thấy khinh thường với loại hành vi này của Mạc Phàm. Hắn thấy, Mạc Phàm là tên lỗ mãng ngu xuẩn, có những người không thể tùy tiện muốn giết là giết. Cậu cảm thấy quái vật khổng lồ hay là thế gia vọng tộc đáng sợ hơn. "Trong mắt tôi thì chẳng có cái gì cả. Cậu cũng thật may mắn, không có làm ra mấy chuyện ngu xuẩn như Lục Nhất Lâm." Mạc Phàm trả lời, nếu tôi muốn hại cậu, cậu cũng không sống được đến bây giờ đâu, quan ngư cũng là không chịu yếu thế. Quan ngư là một người thông minh, hắn không muốn trong lúc đội quốc phủ đang lịch luyện mà làm mấy chuyện hoang đường như vậy. Mạc Phàm nghe thấy lời này của quan ngư, lập tức bước lại gần hắn, ghé sát vào tay hắn mà nói nhỏ, ngữ khí mang theo vài phần thuốc súng. Bây giờ cậu có thể thử. Quan ngư lập tức ré ngay, vô thức lùi lại hai bước. Cậu muốn gì? Quan ngư hỏi. Thế cậu muốn gì, trong tình huống này còn dám nói ra những lời đó, Mạc Phàm hỏi ngược lại. Thấy Mạc Phàm và Quan Ngư lại sắp nảy sinh xích mích, Ngải Giang Đồ liền bước tới can ngăn. "Được rồi, tôi không muốn loại chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Ngay cả khi Mạc Phàm không có làm như vậy, những người như Lục Nhất Lâm cũng không xứng đáng tồn tại trong đội này." "Mạc Phàm, thật chỉ có mỗi cậu, ai cũng dám giết." Triệu Mãn duyên cuối cùng vẫn là giơ một ngón tay cái lên với Mạc Phàm. Đổi lại là một gian thương như hắn, nhất định sẽ dùng điểm yếu này để uy hiếp và vơ vét lục gia dù sao mình cũng không chết chiếm lấy vị thế mới là quan trọng chẳng qua là mỗi người một cách nghĩ mạc phàm đúng là một người quyết đoán làm việc mà những người thường không thể làm vậy chúng ta nhanh đi thôi chúng ta mất nhiều thời gian lắm rồi tương thiểu như nói thái độ của cô ấy vẫn bình chân như vậy đối với cái chết của lục nhất lâm một nửa điểm thương hại cũng không có hắn không chết trong tay mạc phàm cũng chết ở trong tay người khác cũng chẳng hiểu sao một người không có trí thông minh lại được đưa tới đội quốc phủ này mạc phàm chuyện tất cả cũng từ tôi mà ra tôi sẽ giúp đỡ cậu đối phó với nhà họ lục tương thiểu như tiến đến bên mạc phàm thấp giọng nói không cần đâu gia tộc cậu ta nuôi dạy ra cái thứ thất bại này chẳng lẽ còn không biết xấu hổ mà đến tìm tôi phiền phức tôi không xông vào nội trạch hỏi tội xem như đã là khoan dung độ lượng rồi không cần để ý đến gia tộc đó mạc phàm thản nhiên nói tương thiểu như cười cười cũng không nói gì thêm lục nhất lâm đã chết rồi mọi người cũng tận mắt nhìn thấy thi thể của hắn cũng sẽ chẳng có ai muốn quay lại trong thung lũng Gobi, nhặt cái xác của hắn về. Cả đội đi càng ngày càng xa, địa thế cũng dần dần trở nên bằng phẳng. Mạc Phàm cũng phát hiện, viên tà châu của mình cũng càng ngày càng phản ứng mãnh liệt hơn, điều này cho thấy mình đã cách cỗ năng lượng kia rất gần. Chúng ta phải đi về phía trước thêm 4 cây số nữa, nguyên tố phong và nguyên tố lôi ở nơi đây phản ứng rất mạnh. Nam giác cầm trên tay một thiết bị chuyên dụng, thông báo tình hình cho mọi người. Mọi người mau nhìn kìa, triệu mãn duyên chỉ tay về đằng trước nói. Mọi người đưa mắt về phía xa, thình lình phát hiện một cái vòi rồng siêu to khổng lồ màu đen kịt, đang xoáy thẳng từ mặt đất lên đến tận những đám mây. Hình ảnh này sừng sững đập vào mắt, khiến cho mọi người không khỏi nuốt một ngụm khí lạnh. Điều đáng sợ hơn là, xung quanh vòi rồng còn mang theo những tia sấm sét, mỗi đạo sấm sét thì còn to hơn cả con mãng xà, tần số chớp giật vô cùng dày đặc, hết đợt này đến đợt khác. U là trời, tôi luôn cảm thấy, trong đó có thể xuất hiện một con đại bốt bất cứ lúc nào. Triệu Mãn duyên hô to, cái này là thiểm điện phang bạo hình như di tích thành ở ngay tại đó nam giác đánh giá vị trí một chút trời ạ à, vậy đây nhất định không phải là nơi tốt đẹp gì rồi tôi có hơi sợ giang dục nói đến cũng đã đến rồi làm sao có thể không đi biết đâu thực sự có bảo bối chúng ta liền một bước lên mây mạc phàm kích động nói nếu như có hồn trùng chẳng phải thực lục của hắn sẽ bạo tăng sao vừa nghĩ tới hồn trùng trái tim nhỏ của mạc phàm lại nhảy dựng lên đập phông phóc nói ra thì lần này rơi vào hiểm cảnh Tinh vân ám ảnh hệ hình như đã có hiện tượng đột phá, liệu mình có nên tìm cơ hội xung kích một lần, lỡ đâu lại lên cao giai thì sao? Mạc Phàm tự lẩm bẩm, sau đó cũng tự cười hắc hắc một mình. Kỳ thật thì Mạc Phàm cũng rất là chờ mong, cao giai ám ảnh hệ sẽ nghênh đón một lần biến chất, rốt cuộc sẽ là như thế nào? Biến chất ra làm sao? Kết thúc video. Các bạn đang nghe chuyện toàn chức pháp sư trên kênh Triệu gia. Chuyện được dịch bởi đặt Lê Viu triệu gia luôn đưa tới các bạn chất lượng video và giọng dịch tốt nhất để có thể cảm thụ cái hay của chuyện rất mong được những cái like và comment ủng hộ của các bạn thân ái và hẹn gặp lại trên kênh triệu gia